Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái được đưa vào hoạt động năm 2019 và đóng vai trò quan trọng đối với việc hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Trung Quốc. Cửa khẩu được quy hoạch mở rộng với diện tích 53 ha với nhiều khu chức năng, trong đó chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử, hải sản, hoa quả, hàng quá cảnh. Từ đầu năm đến nay, cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu cho khoảng 43.000 phương tiện với gần 700.000 tấn hàng hóa. Trong đó, hàng xuất khẩu chiếm phần lớn, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, việc khởi động công năng xuất nhập cảnh khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 đã thực hiện đầy đủ công năng của cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại khu vực cầu Bắc Luân 2. Đây là cái hoạt động có ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là thực hiện đầy đủ công năng của cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại khu vực cầu Bắc Luân 2. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai địa phương Móng Cái, Đông Hưng nói riêng và của Việt Nam và Trung Quốc nói chung, góp phần thực hiện cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây cũng như của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Và thứ tư, đây là cái hoạt động rất là thiết thực chào mừng thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tổ chức hội chợ thương mại biên giới Việt Trung lần thứ 15 năm 2023. Ở đây là những cái hoạt động để góp phần tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Việc khởi động xuất nhập cảnh cho hành khách bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15. Đây là hoạt động thường niên giữa hai quốc gia và được khởi động lại sau thời gian gián đoạn vì COVID-19. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại du lịch của hai nước. Nhân cái sự kiện này thì nó lại càng làm tăng thêm cái mối khăng khít giữa hai bên doanh nghiệp Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, và nó tạo sợi dây gắn kết giữa hai bên doanh nghiệp để làm cái nền tảng để phát triển cái du lịch, đưa lại cái giao thoa giữa hai cái nền văn hóa của hai nước để tăng thêm cái tình đoàn kết